họ là ai và tại sao em lại khóc? Là một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Trời ơi, em đã yêu một người xa lạ. Anh Chu Sa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em yêu là có tội phải không anh? Không. Tiên kiều ơi, yêu nhau không bao giờ có tôi. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Năm qua để đến hôm nay không còn gì nữa cả khi em dẫm chân lên bồi xóa một thiên đường. Anh chú sao? Không, em không tin đó là sự thật. Nhưng đó là sự thật. Em phải đi hỏi anh chính thêm thôi.